Thế Đài vui mừng chào đón toàn thể quý vị anh chị và các bạn yêu Đài trên toàn quốc đã trở lại với kênh. Chúc quý vị anh chị và các bạn có những ngày nghỉ cuối tuần bên gia đình thật là vui vẻ. Những ai chưa đăng ký kênh của Thế Giới Đài xin vui lòng bấm đăng ký kênh để cập nhật các video tiếp theo của Thế Giới Đài. Thể theo nguyện vọng của rất nhiều những bác yêu Đài trên toàn quốc đã yêu cầu Thế Giới Đài đưa lên những sản phẩm radio vỏ gỗ. Và hôm nay Thế Giới Đài tiếp tục đưa lên thêm một sản phẩm nữa, đó là radio vỏ gỗ Panasonic RE7369. Sản phẩm này được sản xuất tại Nhật Bản vào những năm 1970 và xuất sang thị trường của Mỹ. Sản phẩm này thì có dùng chuyên radio, vì thế nên là dùng hai giải tần sóng AM và FM, và riêng FM thì bắt full 108. Đối với những sản phẩm bắt full 108 thì bắt được tất cả các đài của Việt Nam. Em cũng xin đưa ra kích thước chi tiết để các bác có thể xem xét và cây kích. Em sẽ đưa ra các thông tin chiều ngang, chiều cao và chiều sâu để các bác có thể tham khảo các thông tin mà em đưa ra để kê kích vào căn phòng của mình sao cho phù hợp. Chiều dài của chiếc đài này là kích thước là 37 cm, chiều cao là 15,5 cm, chiều sâu là 14 cm. Sử dụng nguồn điện là 100V hoặc là 120V. Bác nào mà mua sản phẩm này thì em sẽ tặng thêm một bộ đổi nguồn để các bác có thể cắm trực tiếp vào điện 220. Riêng về phần radio thì bản thân em cảm nhận và đánh giá thì chất âm khá là hay, mượt mà, trong sáng. Chất âm của nó có gì đấy rất giống với chất âm của những chiếc đài sáp. Em thấy sản phẩm radio thì có rất nhiều sản phẩm radio, nhưng mà nói về Panasonic thì em thấy ở trên thị trường Việt Nam, đặc biệt là khu vực Đông Nam Á, thì thấy rất là ít sản phẩm của Panasonic. Bởi vì đa số sản phẩm Panasonic này thì được sản xuất ở thị trường Nhật, nhưng mà lại xuất sang các nước châu Âu là nhiều. Sản phẩm của Panasonic thì thường thấy là ở Mỹ, ở Pháp, ở Đức là sử dụng rất nhiều sản phẩm của Panasonic. Em sẽ không làm mất nhiều thời giờ của các bác nữa, và xin chuyển sang cái mục test đài để các bác có thể lắng nghe chất âm của em đài này và để cảm nhận được những cái âm thanh phát ra từ chiếc radio. Em nghĩ là sản phẩm này là những sản phẩm rất đáng để các bác chơi và sưu tầm để bày trong căn phòng khách của mình, đặc biệt là các phòng căn phòng mà có nhiều đồ gỗ thì tăng thêm sự sang trọng của nó. Tuần qua, Lil Nas X tiếp tục gây ấn tượng với khán giả và giành thành tích quán quân bảng xếp hạng Billboard Hot 100 ngay từ tuần đầu tiên quảng bá ca khúc mới Montero. Mới đây, Lil Nas X cũng đã ăn mừng chiến thắng của mình qua một loạt bài viết trên trang Twitter cá nhân. Anh cho biết bản thân từng trải qua khoảng thời gian khó khăn và từng muốn dừng chân sau sự thành công ngoài mong đợi của bản hit Old Town Road. Nam rapper chia sẻ, anh ta vốn đã có thể bỏ cuộc, nhưng với một ca khúc có 4 lần đạt chứng nhận bạch kim và 2 ca khúc đầu bảng, anh ta vẫn ở đây. Cảm ơn đội ngũ cũng như những người hâm mộ của tôi. Tôi yêu các bạn. Vị trí Á quân thuộc về Justin Bieber với bản hit Peaches. Tiếp. Nghe bạn nghe muốn chứ? Chắc chắn là xung quanh bạn ấy sẽ có rất nhiều mối quan hệ, nhiều contact, nhiều địa chỉ, nhiều người quan tâm lắm. Mà bạn hỏi xong rồi á, bạn hỏi là tại sao bạn lại gọi cho tớ, thì gọi xong, bạn hỏi xong rồi thì có bao giờ bạn lại hỏi thêm một câu nữa là tại sao cuối cùng lại là mình? Đó là duyên. Và hai bạn thực sự nó sẽ không là vô tình thân đâu, mà nó có một cái gì đó. Bây giờ là 10 giờ thì cái duyên đó nó sẽ thi vị hơn. Trang của cuộc sống muôn màu. Những kiến thức mới nhất
về chăm sóc sức khỏe, cầm nước, uống nước, sống. Về sức khỏe tình dục, VOV2 cùng bạn mọi lúc, mọi nơi. Thông tin quảng cáo. Tư vấn về bệnh tiền liệt tuyến. Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tư vấn về bệnh tiền liệt tuyến. Vâng, thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng tôi sẽ đề cập tới một căn bệnh, một nỗi khổ. Có tên gọi khác là bệnh u xơ tuyến tiền liệt. Sao trông cậu buồn thế? Vấn đề khó nói lắm cậu à. Thử nói xem, tớ có thể giúp được gì không? Gần đây, tớ thấy mất tự tin mỗi khi gần ông xã. Chồng cậu thì lúc nào cũng tươi trẻ và được chồng yêu. À, tớ hiểu ý cậu rồi. Thật à, cậu có bí quyết gì không? Đơn giản là nhờ con... Dưới đài xin kết thúc video test tại đây. Một lần nữa rất là cảm ơn các bác yêu đài trên toàn quốc đã theo dõi video. Hẹn gặp lại các bác ở các video tiếp theo. Một lần nữa xin chúc toàn thể quý vị yêu đài trên toàn quốc có những ngày nghỉ cuối tuần bên gia đình thật là vui vẻ. Xin trân trọng cảm ơn.